Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bê Quốc Thành nha. Và mình là Ốc. Bọn mình ban ngày thì làm YouTuber để kiếm sống, còn buổi tối thì bọn mình đang rảnh và vì cuộc sống quá là khó khăn nên bọn mình đã mở thêm một dịch vụ gọi là dịch vụ dọn dẹp nhà theo giờ các bạn ạ. Nếu như bạn nào mà nhà bừa bộn này, đồ chơi mà bày ra không dọn này thì có thể gọi cho bọn mình theo số hotline 1900 10000 bao giờ tìm thấy. Đấy, các bạn gọi vào số đấy thì bọn mình sẽ đến và dọn dẹp nhà cửa cho các bạn. Ngay ngày đầu tiên khai trương là ngày hôm nay bọn mình đã có khách hàng đầu tiên rồi. Đấy, cái đỉnh chưa, đỉnh chưa. Ôi, còn bây giờ chắc là tụi mình phải đi dọn dẹp thôi các bạn ạ. Khách đang dí rồi. Thôi, nên là các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình ngày mai làm video nhé. Còn bây giờ tụi mình phải đi dọn dẹp đây. Ông ơi, okay. Đi thôi. Đi thôi. Ôi rồi, ông ơi, đêm đã khuya lắm rồi mà khách hàng vẫn còn gọi mình đi dọn dẹp, mệt quá. Tại vì mình làm việc cẩn thận và uy tín nên người ta tin tưởng và người ta mới đặt dịch vụ á. Mình phải cố gắng mình làm chứ. Ồ, bây giờ là bọn mình sẽ phải đi dọn dẹp với cái chổi lau nhà vào lúc đêm rất là khuya nha các bạn. Thôi, đi dọn dẹp thôi ông ơi. Đi rồi. Sao phải làm nhanh để còn về chứ, khuya lắm rồi đấy. Khách. Hey, sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick clean up? I made a need the house tomorrow. Okay, thank you. À, em biết rồi. Vị khách này muốn bọn mình dọn dẹp cái đống lộn xộn của anh ý. Mặc dù đã khá là muộn, nhưng mà anh ý vì có khách vào sáng ngày mai nên là anh ấy cần dọn dẹp ngay đó. Thế được rồi. Mình sẽ giúp anh ấy dọn dẹp cái gì ấy? Đồng hồ công tơ điện à? Cái công tơ điện thôi mà. Tối đấy, chắc là đây là đường đi vào nhà. Khiếp, nhà anh này tối đấy nhở, chán như đi cái gì. Ui, giật kích cả mình. Nhà anh này là điện cảm ứng à. Đi đến đâu là đèn sáng đến đấy. Người ta là người có điều kiện, hiểu không? Ui giời, đèn còn dùng cảm ứng. Nhà mình phải dùng tay bật tắt các bạn. Ô đây, cái chổi lau nhà đấy các bạn ơi. Đúng rồi, mình sẽ nhặt cái chổi. Ui xui, cái đống này rất là lộn xộn này các bạn, rất là bẩn. Mình sẽ phải lau. Lau thôi các bạn ơi, lau giúp anh ấy thôi. Đúng rồi, lau đi, lau đi. Đấy, xời. Cái gì đấy? À, sấm chớp, trời bên ngoài đang mưa. Cái gì cơ? Cái gì giống như cái mặt người trên nền nhà kìa. Điên à, đấy chỉ là rác thôi, chắc là rác thôi. Sao càng nhìn càng thấy giống mặt người đấy. Có ai đi không? Không. Cái cửa này khóa rồi các bạn ơi. Đấy, biết ngay nó là cái rác Bê Quý Thành đúng không ạ? Anh mà to mắt thế, đi đâu nhìn thấy ma quỷ thì anh sẽ không bao giờ làm được công việc này. Thế mà anh nhìn nó giống cái mặt người các bạn ạ. Thôi được rồi, bỏ rác vào thùng đấy các bạn ơi. Em sẽ sa thải anh. Vì anh làm sợ hãi với người bạn đồng hành là em. Ok thôi được rồi, anh sẽ không làm sợ hãi nữa, chúng ta đi dọn dẹp thôi. Đúng rồi, cứ đi dọn dẹp đi. Ở đây chúng ta có những cái nhiệm vụ mình dọn ở chỗ nào đấy các bạn ạ. Đúng rồi, mình phải dọn ở lối vào này, phòng tắm, phòng khách, phòng bếp, một cái hình như là cái hall, một cái sảnh á, một cái là khu văn phòng này, một cái là phòng ngủ chính và phòng tắm chính nha. Ok, đi dọn dẹp thôi. Đây, cái này là lối thứ hai này. Ui, nhà anh này bẩn thế. Đây là toilet đúng không? Đấy, bây giờ là phải dọn dẹp đi. Chúng ta phải nhặt cái rác này vứt vào thùng rác, hiểu không? Khiếp quá các bạn ơi. Anh này làm gì mà nhà lộn xộn thật sự. Đúng kiểu lộn xộn luôn này. Rác gì đâu, vứt lung ta lung tung. Đây này, ui rồi, tắm kiểu gì thì còn. Đây là chân đi vào đống đất rồi. Chứ bẩn thế này làm sao đi vào trong nhà được. Thôi mình phải dọn thôi. Nhiệm vụ mình là làm người quét dọn rồi. Đúng rồi. Có mở được cái này không? Không, hình như không không. Chắc không mở được các bạn. Mở toilet ra, trà toilet đi. Không, toilet sạch quá, không cho trà. À ok, đến cái khu phòng tiếp theo. Ui dồi ôi, nhà này nó lăn vào đất thế sao ấy các bạn ạ. Bẩn thế nhờ. Đấy, bây giờ mình có cái chai dung dịch à hay là rác đấy? Rác đấy. À rác à? Bỏ hết, nhặt rác bỏ vào thùng nữa các bạn ạ. Ui nhiều rác, còn vỏ lon các thứ. À, em nghĩ rồi, chắc là hôm qua anh ấy làm mở gọi là party. À, bảo sao nhà bẩn thế, đúng, mình nhờ đến dọn. Bởi vì làm sao một người uống nhiều nước cái này đúng không? Phải có nhiều người uống nhiều cái nước thì nó mới có nhiều vỏ chai như thế này. Ui, rõ khổ các bạn ơi. Khổ cái gì? Làm việc kiếm tiền mà, cố gắng làm việc đi. Đấy, ui. Làm việc tập trung vào, chăm chỉ vào để chúng ta tiếp tục có những khách hàng mới, hiểu không? Ok. Gặp ngay khách hàng nửa đêm bắt đi dọn nhà. Nhà anh này làm nông à? Sao mà bẩn thế nhở? Đây là thảm các bạn. Cái chổi này có thể trà được cả thảm và sàn gỗ. Rất xịn luôn. Bẩn quá. Lau này Tết sang năm mới xong à. Mình phải kiên nhẫn. Những người dọn dẹp là những người phải kiên nhẫn. Từ trước đến nay anh chưa dọn một cái nhà nào nó bẩn như thế này đâu các bạn ạ. Nó quá là bẩn luôn đó. Ok, kể cả còn một đống nữa kìa.
có rác trước mặt luôn, nhớ nhặt rác đi. Đấy đúng rồi, cái vỏ lon á. Lắm vỏ lon quá. Anh này kiểu là không bao giờ vứt rác gọn ấy. Các bạn ở nhà các bạn phải vứt rác gọn mà nhá. Như này nhà thành cái thùng rác rồi chứ không phải cái thùng rác nữa đâu rồi. Nhưng mà em vừa nói là anh này hôm qua mở party mà. Party ăn uống xong phải dọn dẹp chứ ai không. Làm thế. Bây giờ mình có dịch vụ dọn dẹp. Nếu ai mà cũng dọn dẹp thì mình làm gì có việc mà làm. Mình phải cầu mong cho họ sống thật là bừa bộn thì mình mới có công việc để làm, hiểu chưa? Chiếc chìa khóa này. Bắt chìa khóa này. Không mở được. Ừ, trộm. Không, nó không phải ma đâu, nó là trộm đấy. Mau ném cái chổi vào mặt nó cho nó biết thế nào là lễ độ. Nó là ma đấy ông ạ. Có phải trộm đâu. Nhìn mặt nó giống con ma thật. Đúng đâu. Thôi thôi, anh nghĩ là nhà này không ổn nữa các bạn ạ. Nhà này có ma ấy. Thôi thôi, anh đi về đấy ông ơi. Anh đi về đây không dọn dẹp nữa đâu. Sợ quá. Đi về thôi, thế không dọn nữa. Cạch ấy nhỉ. Ờ, thấy cái gì cạch cạch. Thôi đi về đi, kệ đi, nhà này có ma rồi. Ôi, nó không cho mình về đâu. Ờ, thôi cứ đi về. Thả tôi ra, tôi không dọn đây nữa. Ôi, lại có. Well, glad to know I could count on you to get the job done. Oh wait, you didn't. You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also, you're fired. Ôi trời ơi, Bê Quý Thánh ơi. Mình đang dọn dẹp mà mình bỏ dở. Thế là bây giờ, cái đứa đấy nó không trả tiền cho mình. Nó bảo là mày sẽ bị sa thải. Ơ, nhà ông ấy có ma mà bắt mình dọn các bạn ạ. Đáng sợ thật đấy. Nhưng được rồi, anh bây giờ anh sẽ quay trở lại. Anh sẽ dọn dẹp chăm chỉ hơn. Anh sẽ không bỏ về nữa các bạn ạ. Mặc dù có ma nhưng mà bây giờ mình là người dọn việc, mình phải chăm chỉ. Mình hãy nghĩ đến việc là mình làm việc này vì tiền. Ờ, vì tiền. Không thì làm video không đủ ăn đâu. Các bạn đâu có xem quảng cáo cho anh với đăng ký kênh cho anh đâu. Rồi. Nên là các bạn đừng quên xem quảng cáo và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ anh phải quay lại dọn dẹp thôi. Đúng rồi. Mặc dù rất là sợ. Đi đi. Lau. Ôi mệt quá ông ạ. Cố lên. Vì tiền. Vì miếng cơm manh áo. Đúng. Ôi. Các bạn nhớ không, nếu mình lấy cái chìa khóa này xong thì có một cái con gì đấy nó xuất hiện, nó ngó ra từ cái cửa này. Để bây giờ anh thử lấy lại xem nào. Đây là chìa khóa của cái khu văn phòng. Ai gì? Con này tao không sợ mày nữa đâu. Vì tao đã gặp mày rồi, tao chỉ sợ lần đầu tiên gặp mày thôi. Nó biến mất, không biết là nó ma hay là quỷ gì luôn các bạn ạ. Nhà này, thế nhà này có ma rồi. Thôi, mình cứ phải dọn dẹp nhanh lên để mình lấy tiền đi cho nó xong đi. Dọn dẹp nhanh cho nó xong đi, ở nhà này không ổn các bạn ạ. Đúng. Đây rồi, thùng rác rồi. Đi mẹ anh dọn thật nhanh nhé ông nhá. Đúng rồi, anh phải tích cực lên. Nhà này phòng nào cũng có rác luôn. Chả hiểu kiểu gì. Tí nữa em phải lấy của anh này 10 triệu. Lau nhà có 5, 10, 15, 20 phút đấy 10 triệu. What? Nhà quá bẩn mà, mình phải lấy tiền thật là cao lên. Nhưng mà em lấy đắt như thế mà người ta chắc chắn. Cái gì đấy, cái gì bụp. Anh nhìn xung quanh đi, anh nhìn vô đống rác làm gì đấy? Nó vừa xuất hiện đây này, em không thấy à? Có thấy gì đâu. Nó từ cái góc này nó thụt mất luôn á. Thế á? Hello. Ở đây lại có một chìa khóa gì đấy các bạn. Nhặt hết rác chưa? Hết rác rồi. Chìa khóa của phòng ngủ nha các bạn ơi. Phòng ngủ à? Nó cứ bụp ghê vậy. Anh nghĩ là nó ở chỗ cái. Một cái hình giang tay ra như thế này. Quá ghê gớm luôn. Thôi, đi nhanh. Nhanh thôi, anh sợ quá, anh bị đứng hình các bạn ạ. Không sao đâu. Quen. Thôi, 10 triệu. Lần đầu tiên đi dọn nhà gặp ngay phải cái nhà có ma các bạn. Cố gắng lên anh ạ, 10 triệu anh ạ. 10 triệu. 10 triệu dọn. Không, lần gặp ma này em phải tăng lên là 15 triệu. 25. Đây có thùng rác không? Thùng rác chắc có chứ, phòng nào chả phải có thùng rác. Tối thế này sao có cái gì đâu. Rồi, chạy tận đây kia đổ rác à? Không, chắc trong này có thùng rác chứ. Thùng rác dưới sofa. Đây, thùng rác đây, cứ tưởng phải chạy tận ra ngoài bếp ném rác mà thì hơi mệt. Đúng rồi. Khiếp. Mình cứ dọn từ từ thôi anh ơi. Không, dọn nhanh lên anh ơi, em nhầm. Dọn nhanh lên thì còn đi về. Đêm càng khuya ma quỷ nó càng xuất hiện các bạn. Mình phải vừa lau vừa nhìn xung quanh để về đề phòng, tránh trường hợp nó lại dọa mình, hiểu chưa? Ui dồi. Sợ quá.
Trời. Nằm mua ai gì đó. Bọn con chỉ ở đây bọn con vệ sinh thôi, không có ý định làm gì hết. Con chỉ làm nhà sạch sẽ hơn. Đúng hay, rồi. Hay là cái con ma này nó thích ở bẩn các bạn. Bây giờ mình dọn sạch quá nó không ở được. Không phải đâu. Thôi kệ nó đi, mình cứ dọn dẹp. Không là không được trả lương đâu các bạn ạ. Đi mất công, mình đã dọn gần hết cái nhà này rồi. Bây giờ bỏ về là không có lương đâu, không có tiền đâu. Bị chửi, bị đuổi việc luôn á. Sạch rồi đấy, đây có phòng gì đấy? Phòng này chặn cửa. Phòng này bị chặn. Úi dồi ôi, là cái gì đây? Cầu cơ à? Không phải đâu. Anh ấy làm gì đây các bạn ạ? Sao con nến và cái vết gì đấy, vết máu à? Chắc là phải cầu nguyện á. Hay anh ấy làm tế đàn triệu hồi con quỷ gì đấy, nên cái con ma trong nhà này mới xuất hiện đúng không? Sau đấy thì mọi người trong bữa tiệc của anh ấy chạy tán loạn và gây ra một vụ lộn xộn, có rất nhiều rác các thứ. Nên anh ta muốn thuê mình đến đây để dọn. Vì anh ta khéo biết là nhà này có ma nửa đêm nên anh ta không đến nữa các bạn ạ. Thế này phải tính lên 100 triệu các bạn ạ. Ui 100 triệu, ui anh bắt cổ người ta à? Nhưng mà dọn dọn dẹp trong ngôi nhà ma ám mình chẳng được sợ à? Go home, go home. Kìa, con gì? Bỏ dây cầm giường các bạn ơi, ôi, chạy đi. Đi về thôi. Chạy đi, 100 triệu. Chạy thôi, 100 triệu Thành ơi, 100 triệu. Ôi, đi này tối thế, nhìn thấy cái gì đấy, mình đóng, nhắm mắt. Bạn đã nhắm mắt rồi. Sợ quá. Cái gì đấy? Ui, mình làm vỡ đồ gì à? Quay lại kiểm tra đi, nhỡ đâu là đồ gì đấy đắt tiền sao? Phải kiểm tra đi. Trời ơi, sao tự nhiên anh đồ chạy vỡ? Nhanh quá đấy. Đâu đồ gì, không biết đồ gì vỡ đã. Làm vỡ đâu, mà là con quỷ này nó bay đến đây. Biết thế đi về, ông con xuống anh quay lại. Điện thoại. It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. Ui dồi ôi. Ui nhá, ông ấy bảo là dù đã khá là muộn để nói điều này, nhưng mà dù sao ông ấy vẫn gọi điện cho mình để nói. Đó chính là ông ấy phát hiện ra là nhà ông ấy có một con quỷ, và nếu mà được á thì đừng có đến nhà ông ấy nữa. Nhưng mà dù sao nếu như mình đến rồi thì ông ấy cũng mong là mình có thể sống sót để rời khỏi nhà của ông ấy. Đồ lừa đảo, ông ta lừa mình đến đấy để dọn dẹp các bạn ạ. Rõ ràng ông biết nhà ông có quỷ rồi mà bắt mình đến nửa đêm khuya luôn á. Nhưng sau đấy ông ấy lại gọi cho mình và nói rằng là dù sao thì tôi cũng nói với bạn, mặc dù điều này hơi muộn màng. Thế tức là ông này cũng vẫn còn một chút, gọi là một chút lòng chắc ẩn. Ông này có lòng xào dưa thì có các bạn. Chắc ẩn cái gì, xúi mình đến đấy bây giờ chắc là mình bị ma bắt chứ còn gì nữa đâu mà sống được. Ôi ông ơi, dù sao anh quyết định rồi, chúng ta làm chẳng lẽ không lấy đồng nào. Bây giờ anh sẽ chăm chỉ cắm đầu vào dọn đấy nha các bạn. Mình sẽ không làm việc khác, kệ con ma. Đấy, anh chỉ hy vọng lấy được tiền lương của ông này. Dọn nhà có ma chắc là tiền lương cao rồi. Đúng rồi. Anh còn tính lấy của ông ấy 100 triệu mà. Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Đấy, bỏ thử. Mình phải dọn thật là sạch nha, thật là sạch luôn đấy. Đúng rồi, và dọn thật là nhanh nha các bạn. Không thể ở đây lâu được, vì nhà này có gì? Có con quỷ đấy. Con quỷ đó các bạn ạ. Thật là đáng sợ. Lau. Nhặt, bỏ vào thùng. Đúng. Cái phòng này như kiểu là phòng tụ tập đông nhất hay sao ấy, nó nhiều rác nhất. Quá ghê gớm luôn. Rồi. Đấy, thấy không? Anh làm nghề này quen rồi, bây giờ anh làm nhanh lắm. Các bạn yên tâm đi, làm tí ở xong nhà này. Thế là mình có tiền lương mà mình đi về. Thế hay bỏ nghề YouTuber đi, mình đi làm dọn dẹp. Khéo giàu hơn ấy. Làm YouTuber nghèo quá bây giờ, còn phải đi làm dọn dẹp thuê nữa. Bây giờ cứ tập trung vào làm dọn dẹp khéo giàu. Sau đấy bọn mình sẽ mở một công ty dọn dẹp. Đấy, quá đỉnh. Rồi. Nếu mà các bạn ủng hộ tụi mình làm video thật nhiều nữa thì các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Còn tụi mình bây giờ đi làm lao công này vất quá mà lại chả có thời gian làm video các bạn xem. Thế mình vừa nãy bảo là bỏ nghề đi làm lao công. Nhưng mà thực ra anh vẫn có một niềm đam mê với làm YouTuber. Nếu mà bỏ nghề bây giờ hơi tiếc không ạ? Ok. Đấy, có bao nhiêu bạn fan đợi mình làm video đấy. Rồi. Lau nhanh đi. Đấy, yên tâm xong bây giờ ấy mà. Muộn quá rồi, mình muốn ngủ các bạn ạ. Đơn giản như đi khoa sản.
Chắc bây giờ các bạn nếu mà buổi tối thì đi ngủ rồi chứ ai còn dọn dẹp nữa đúng không? Đúng rồi, đấy tụi mình khổ lắm. Ờ. Đêm khuya lắm rồi vẫn phải đi dọn dẹp mà nhà lại còn nhà có ma nữa. Ông ơi, em đừng đi ngủ một mình nhá, anh một mình dọn dẹp một cái nhà này anh sợ lắm. Ờ, em sẽ đi cùng anh. Là người bạn đồng hành cùng Bê Quy Thành. Bây giờ anh dọn một tí đã sắp xong cả cái nhà rồi, sắp được có tiền lương rồi, yên tâm đi. Ờ. Có quả táo xanh đấy ta. Người ta để đấy đừng có mà ăn. Anh không ăn đâu, yên tâm đi. Nhặt rác cho nó đầy đủ, cẩn thận với nha. Ờ, anh kiểm tra cho cẩn thận với nha. Yên tâm đi. Ừ. Anh quen rồi, nghề này là bây giờ sắp thành nghề chính của anh rồi. Đấy. Mày đừng có sợ, tao không sợ mày đâu. Tao chỉ hơi sợ thôi. Sợ đếch gì cái con đấy. Đúng rồi, không phải sợ các bạn ạ. Dọn phòng này luôn. Đúng, mình đã quá quen. Lau. Ừ, lau. Đây, nó trốn ở đấy mà các bạn. Trong đống rác luôn. Trong đống rác luôn á? Ghê vậy. Biết rồi đấy rồi vẫn giận mình. Cái con ma con quỷ này. Những con điền trình cao nguyên ấy ghét thật sự luôn. Dọn kỹ vào. Thầm đi. Lần này kiểu gì chúng ta cũng lấy được tiền của ông ta. Ừ. Đấy đấy đấy. Nhớ lấy cái chìa khóa. Lau, lau. Lau, cắm đầu vào lau. Có vẻ sạch rồi đấy ông ạ. Ừ. Chúng ta ra phòng ngủ để làm việc tiếp các bạn. Ôi trời ơi, quá mệt mỏi luôn. Đúng. Mẹ vẫn giật mình thật sự. Biết rồi, không sợ, không sợ, anh không sợ. Chỉ có giật mình thôi. Đấy. Ôi, lau, 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 lau. Yên tâm đi, làm tí là xong mà. Đúng rồi. Cái phòng ngủ ông này cũng bẩn thế. Chắc ông này tổ chức tiệc ngủ á. Anh không biết tiệc ngủ à? Tiệc ngủ là tiệc mà mọi người mặc pyjama và mọi người ăn bánh kẹo, nói chuyện và uống rượu. À, xong rồi đi ngủ chung hả? Ờ, nhưng mà tiệc ngủ chỉ có kiểu con trai với con trai, con gái với con gái. À, ok. Rồi. Thường thì con gái sẽ tổ chức tiệc ngủ nhiều hơn. Mặc kệ họ làm gì đi. Anh dọn này xong ngay bây giờ đấy ông ạ. Chúng mình sắp được về rồi. Không phải ở đây với con quỷ. Lau. Lau đi. Sắp xong rồi, yên tâm đi. Còn hai cái lon đó. Một đống lon kìa, trên giường có lon kìa. Ờ. Mà sao anh phải làm thế nào ấy chứ? Một tay mình phải bốc được 2-3 cái lon thì nó mới nhanh. Ờ, một tay cầm chổi rồi, vừa lau vừa dọn này. Bình thường một tay em cắp được 2 cái lon. Nhưng mà tay anh nó bé. Trời ơi, anh đúng chả kinh nghiệm gì cả. Sạch rồi đấy, phòng ngủ này là sạch rồi. Ừ, đến phòng tắm các bạn. Rồi, cái phòng này lau cái vết đấy, máu này đi. Lau, 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 lau. Ông này ông làm tế đàn làm cái gì các bạn. Khéo lỡ chính này ông này triệu hồi ra con quỷ đấy. Thì đúng rồi, ông mới triệu hồi ra mà. Mình phải đòi ông này một tế. Thôi, phét nữa. Thôi, sao lau, lau, lau xong đi. Còn lấy được tiền của ông ta, lau xong rồi đấy. Có lẽ bây giờ mình đi về được rồi, đấy. Ok, mình sẽ go home các bạn. Go home rồi. Go home, go home. Mặc kệ cái bàn tay thỏ ở gầm giường đi. Đúng. Đi thẳng về nhà nha các bạn. Lần này có thấy cái gì vỡ mình cũng không quay đầu lại nhá. Không là con quỷ nó bắt mình đi đấy. Đi thẳng nha, nghe tiếng vỡ này. Đúng không? Đó. Đấy đúng rồi, nhưng mình sẽ không quay lại kiểm tra. Ờ, mình sẽ đi luôn nha các bạn. Mình đi luôn đi, bây giờ thì mình cần gì là cái đấy, mình chỉ thoát khỏi con quỷ là được rồi. Đúng rồi. Mình đã dọn dẹp xong nhà cho ông ta rồi. Đúng. Chắc chắn ông ta phải trả tiền cho mình. Hey, thank you so much for cleaning the house. I really appreciate it. Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. So yeah, thanks for that. Oh no, Bê Quy Thành ơi, ông ấy bảo là cảm ơn các bạn vì đã dọn dẹp nhà cho tôi, nhưng mà các bạn đã làm vỡ một cái đồ cổ vô cùng là quý hiếm và đắt đỏ, thế nên tôi sẽ trừ hết vào tiền dọn dẹp nhà của các bạn. Thế là mình dọn dẹp xong mình trả được đồng nào à? Ừ. Mà không phải là mình làm vỡ cái đồ cổ đấy, chính con quỷ nó làm vỡ cái đồ cổ đấy ông ạ. Nhưng bây giờ làm nào được, mình em không muốn quay lại ngôi nhà này nữa đâu. Hay là bây giờ mình bỏ nghề luôn đi. Ờ, bực cách cả mình các bạn ạ. Lau dọn sạch sẽ xong cuối cùng tự nhiên con quỷ làm vỡ cái món đồ cổ, thế là mình thành người làm vỡ món đồ cổ vì cái đêm đấy chỉ có mình dọn dẹp thôi mà. Ờ. Thế là không được đồng tiền lương nào, thế là đi làm công cốc gặp ma còn trả được đồng nào. Đúng rồi. Thế nên là các bạn mà thu bọn mình thì anh ấn nút like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo cho bọn mình, bởi vì bọn mình ngay sau video này sẽ bỏ luôn nghề dọn dẹp các bạn ạ. Bọn mình sẽ quay trở lại nghề làm YouTube để làm video bạn xem, nếu bạn like và đăng ký kênh cho tụi mình thật nhiều để cái kênh này lên 1 triệu sub. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.